nám da, nỗi khổ không của riêng ai. Đây được xem là nỗi lo, thậm chí là nỗi ám ảnh cho các chị em phụ nữ. Vậy nên lựa chọn dòng sản phẩm như thế nào để vừa dưỡng da, vừa chữa nám mà lại an toàn luôn khiến chị em phải đau đầu? Khám phá ngay bí quyết xóa nám số 1 tại Hàn, bước qua độ tuổi 25, đặc biệt là sau sinh. Sạm nám có thể đến bất cứ lúc nào mà không ai ngờ tới. Chúng cũng là thủ phạm khiến chúng ta già đi cả chục tuổi và kém thu hút trước mắt bạn đời. Vậy thì còn chờ gì mà không xử lý ngay kẻ thù đáng ghét này với kem đặc trị nám Narcos, bí quyết đánh bay nám, duy trì làn da mịn màng trẻ trung của triệu phụ nữ Hàn. Sở hữu công nghệ độc quyền mạnh mẽ Eraser 2.0 cùng thành phần ưu việt nhưng vô cùng lành tính, Narcos sẽ hóa tan các đốm nâu như chưa từng xuất hiện, đem đến làn da tươi sáng, rạng rỡ dài lâu. Cam kết quét sạch 97% nám mảng, nám hỗn hợp, nám chân sâu chỉ sau 2 tuần sử dụng với 3 không. Không gây kích ứng, không hóa chất, không bào mòn da, an toàn cho mẹ bầu. Các thành phần đều an toàn cho mọi loại da, không gây kích ứng ngay cả da nhạy cảm. Hãy quên đi những biện pháp làm đẹp da thông thường, laser, chi phí cao tùy thuộc vào tay nghề bác sĩ, nám sớm phát triển lại, view da, đau đớn, gây viêm nhiễm dẫn đến sạm nám toàn mặt. Kem trộn không rõ nguồn gốc cực kỳ nguy hiểm và gây hại cho làn da của bạn. Các bước chăm sóc da, bước 1 ấn nhẹ đáy sản phẩm, để sản phẩm được đẩy lên đầu mi, bước 2 chấm đều lên những vùng da bị nám, bước 3 cầm sản phẩm lăn đều khắp vùng nám. Massage nhẹ khoảng 1-3 phút giúp sản phẩm thẩm thấu nhanh từ sâu bên trong. Feedback thực tế từ khách hàng, lưu ý tùy vào cơ địa và tình trạng da của mỗi người mà thời gian điều trị có thể sẽ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ bấm like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để ủng hộ.